Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 24 tháng 8 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe, bình an và luôn thành công trong mọi công việc. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 24 tháng 8, thị trường trong nước tăng nhẹ ở một số địa phương trồng tiêu trọng điểm. Theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu của Bộ Công Thương, số liệu thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ cho thấy Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2022, với lượng nhập khẩu là 27,52 nghìn tấn, trị giá 134,25 triệu USD. Con số này tăng 19,8% về lượng và tăng 84,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng từ 64,48% trong 5 tháng đầu năm 2021 lên 74,65% trong 5 tháng đầu năm 2022. Nhìn chung, nguồn cung hạt tiêu của Mỹ vẫn tập trung chủ yếu từ Việt Nam. Nhờ lợi thế về nguồn cung ổn định, Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn cung hạt tiêu của Mỹ trong thời gian tới. Thưa các bạn, theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế EPC, tổng nguồn cung toàn cầu năm 2022 ước đạt 535.000 tấn, giảm gần 3% so với năm 2021 và lượng giảm chủ yếu đến từ Việt Nam và Ấn Độ. Đánh giá chung, nhu cầu toàn cầu yếu hơn so với mọi năm, đặc biệt là sức mua sụt giảm từ thị trường Trung Quốc. Theo cập nhật mới nhất trên thị trường xuất khẩu, kết thúc ngày 23 tháng 8, giá tiêu đen xuất khẩu tại Indonesia tiếp tục giảm nhẹ với mức giảm 3 USD trên tấn và hiện đang ở mức giá là 4.067 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil hiện đang ở mức thấp nhất sau khi đã giảm đi 50 USD trên tấn và đang có mức giá là 2.950 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít ổn định ở mức 3.550 USD trên tấn và 3.800 USD trên tấn. Trong phiên ngày 23 tháng 8, cũng ghi nhận giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm đi 5 USD trên tấn, xuống mức giá là 6.361 USD trên tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, giá tiêu trắng vẫn duy trì ổn định ở mức 7.600 USD trên tấn và 5.400 USD trên tấn. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận, giá hồ tiêu tăng thêm 200 đồng ở một số địa phương trồng tiêu trọng điểm, với mức giá được thu mua từ 68.200 đến 71.000 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu tăng nhẹ 200 đến 300 đồng và hiện đang được thu mua ở mức là 69.800 đồng một kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai sáng nay tăng thêm 200 đồng và thu mua quanh mức là 68.200 đồng một kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu cũng được tăng thêm 200 đồng và ghi nhận ở mức là 68.200 đồng một kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng nay ghi nhận ở mức ổn định là 71.000 đồng một kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu cũng ổn định ở mức 70.000 đồng một kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 68.200 đồng một kg. Thưa các bạn, từ nay đến cuối năm, hồ tiêu Việt Nam đang kỳ vọng vào sức mua từ thị trường Trung Quốc để có thể tăng giá bởi nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này cuối năm tăng cao. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 24 tháng 8 trên kênh Phố Núi TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.